nút ngã tư Sở, hai năm qua đã có ít nhất 4 lần điều chỉnh tổ chức lại giao thông. Tới nay, ngã tư Sở tiếp tục được điều chỉnh bằng cách xén một phần đảo trồng cây các góc ngã tư, một phần vỉa hè dưới gầm cầu vượt và xén toàn bộ 4 đảo hướng dẫn để làm tăng khả năng thông hành của phương tiện. Nhiều người dân di chuyển qua nút giao thông này cho biết, từ khi xén giải phân cách, giao thông qua nút này đã phần nào dễ thở hơn. Để tránh xung đột ở các ngã tư ấy, thì dưới gầm cầu lên xén giải phân cách để cho một là xe máy quay đầu trước, sau đó lại thêm một điểm nữa cạnh đấy được khoảng 50m hoặc 30m hoặc 50m để cho ô tô quay đầu tiếp, thì nó sẽ tránh hai cái xe máy và cái ô tô đấy sẽ quay đầu xung đột với nhau thì nó cũng đỡ tắc hơn. Nó cũng hay tắc lắm, từ đợt bỏ cái ấy này ra trong ngắt đường này thì nó đỡ tắc hơn. Tuy nhiên, sau khi xén giải phân cách thì phương án tổ chức giao thông cần phải được chú trọng và tính toán hợp lý. Bởi thực tế quan sát, từ khi mở rộng điểm quay đầu các phương tiện từ đường láng thay vì dừng chờ đèn đỏ, đã bất chấp đi ngược chiều vào lối quay đầu để đi lên đường Trường Chinh, gây ra xung đột giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Cái hướng từ láng để đi sang Trường Chinh nó vẫn là đi thẳng và cái rẽ trái, thế là nhiều khi các xe vượt điểu đèn đỏ 3 giây xanh thì bỏ, thì 3 giây đỏ thì đi đấy. Thế là thành ra cứ xung đột nhau, nó vẫn sẽ có xảy ra một chút cái trường hợp bị ở đấy. Với cả những người mà người ta không chờ được, người ta lại vòng lên để người ta cắt qua những cái đoàn xe rẽ trái. Đấy, nó kiểu như vậy, nó hay vẫn có xung đột. Xén giải phân cách dường như được Hà Nội coi là một giải pháp giảm ùn tắc, nên nhiều điểm nóng giao thông đã tận dụng triệt giải phân cách. Thời gian này, không chỉ khu vực nút giao ngã tư Sở, các hạng mục thi công tương tự cũng được thực hiện tại một số tuyến đường như Trần Hữu Dực, Trịnh Văn Bô. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc làm này chỉ là giải pháp tình thế. Vì thực tế cho thấy, nhiều tuyến đường sau khi xén giải phân cách thì vị trí ùn tắc mới đã xuất hiện ngay chính khoảng trống đã được mở rộng. Trong cái nguyên lý chung ấy, thì với cái mật độ giao thông, với cái lưu lượng giao thông mà lớn đến một ngưỡng nào đó, thì chúng ta còn mỗi con đường duy nhất là phải tổ chức giao thông khác mức. Còn khi mà giao thông đồng mức thì nó chỉ đạt đến một cái ngưỡng tối đa nào nó bão hòa. Anh không thể nào có thể nâng cao nâng thông hành nữa. Và khi đó chúng ta phải triển khai bằng giao thông khác mức, tức là chúng ta phải làm cầu vượt để chúng ta hình dung như thế. Các chuyên gia cũng nhận định xén giải phân cách là cách làm chắp vá, tốn kém, nhưng không phải là giải pháp hợp lý, bởi ùn tắc không giảm, tốc độ không cải thiện, còn cây xanh phải di chuyển, cột đèn, công trình ngầm cũng phải dịch chuyển, hoặc là đập đi xây lại. Để giải bài toán ùn tắc giao thông đô thị, cần có những giải pháp đồng bộ và quy hoạch chi tiết mới có thể đem lại kết quả bền vững, chứ không thể đơn thuần là xén đi giải phân cách.